Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình đối thoại chính sách phát sóng vào tối thứ tư hàng tuần trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế đã được Quốc hội thông qua và sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Điểm mới quan trọng nhất và có tính đột phá nhất của luật bảo hiểm y tế mới đó là bảo hiểm y tế trở thành hình thức bảo hiểm bắt buộc nhằm thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Bảo hiểm y tế bắt buộc và bảo hiểm y tế toàn dân, điều đó cũng có nghĩa là luật mới sẽ tác động đến tất cả mọi người dân Việt Nam. Luật mới sẽ có những nội dung gì? Luật mới có xử lý được những vấn đề của bảo hiểm y tế hiện nay hay không? Chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay ông Phạm Lương Sơn, là trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Việt Nam, bà Tống Song Hương, vụ trưởng vụ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế, và tiến sĩ Trần Tuấn, là giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển cộng đồng với tư cách là đơn vị phản biện. Vâng, trước hết xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham dự chương trình đối thoại chính sách của Đài Truyền hình Việt Nam. Vâng, câu hỏi đầu tiên có lẽ xin được dành cho bà Tống Song Hương, đại diện cho cơ quan soạn thảo luật là Bộ Y tế. Như vậy là có rất nhiều điểm mới trong cái luật bảo hiểm y tế sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Tuy nhiên, một cách vắn tắt nhất thì bà có thể trình bày những cái điểm mới nhất và nổi bật nhất của luật bảo hiểm y tế mới. Vâng, trước hết là chúng ta cũng phải khẳng định rằng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế lần này có rất nhiều những cái điểm mới mang tính đột phá và cả hội nhập quốc tế để chúng ta đạt được những cái mục tiêu thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Có thể kể 5 cái điểm mới hết sức quan trọng của luật lần này. Vâng. Thứ nhất là luật quy định bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế. Đây là một cái điểm mới hết sức quan trọng, nó thể hiện cam kết chính trị của Việt Nam chúng ta trong việc thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Thứ hai, luật quy định khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình với cơ chế sẽ giảm mức đóng khi mà toàn bộ các thành viên trong hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế. Thứ ba là luật lần này quan tâm nhiều hơn đến quyền lợi của các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bằng cái việc là mở rộng quyền lợi của một số nhóm đối tượng, bỏ cùng chi trả của một số nhóm đối tượng như là người nghèo, dân tộc thiểu số, bảo trợ xã hội, rồi quy định việc quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% với cái nhóm đối tượng mà là người đang sinh sống ở các cái vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và người sinh sống ở các vùng huyện đảo xã đảo. Bên cạnh đó cũng điều chỉnh giảm cái mức cùng chi trả của một số các cái nhóm đối tượng so với cái luật hiện hành. Vâng. Điểm mới thứ tư đó là lần này quy định cụ thể hơn cái việc quản lý sử dụng cái quỹ bảo hiểm y tế để đảm bảo cái việc là sử dụng quỹ bảo hiểm y tế công khai và minh bạch. Và cuối cùng là để thực hiện bảo hiểm y tế đạt được yêu cầu thì luật cũng quy định rất rõ cụ thể trách nhiệm của các bên liên quan trong tổ chức thực hiện luật bảo hiểm y tế. Vâng, mời kiến bình luận tiếp theo của ông Phạm Lương Sơn. Tôi được biết là lần này thì như vậy là toàn dân phải tham gia bảo hiểm y tế và như vậy vô hình chung là cái quỹ bảo hiểm y tế của chúng ta sẽ có nhiều cái nguồn lực hơn và để có thể nâng cao được chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ đúng cái mục tiêu của bảo hiểm xã hội. Vâng, một trong những nguyên lý cơ bản nhất của bảo hiểm y tế đấy là tính cộng đồng. Và vì thế cho nên nếu chúng ta thực hiện cái bảo hiểm y tế toàn dân, tức là chúng ta đã đang thực hiện, hướng tới thực hiện rất đúng cái nguyên lý cộng đồng chia sẻ, cái nguyên lý số đông để đảm bảo cái nguồn lực tài chính nó đủ lớn. Và bảo hiểm y tế chính là một cơ chế tài chính, mà cơ chế tài chính lúc đó thì nó phải hướng tới cái sự là kịp thời đảm bảo nguồn lực tài chính cho khám chữa bệnh, hướng tới cái sự đầy đủ và hướng tới cái việc là đảm bảo được cái tính minh bạch, phục vụ cho cái công tác khám chữa bệnh cho nhân dân của chúng ta. Như vậy là theo luật mới bắt đầu áp dụng từ năm 2015 thì bảo hiểm y tế sẽ là bắt buộc, toàn dân phải tham gia bảo hiểm y tế và chắc chắn đó sẽ là một thay đổi rất là lớn. Vậy thì tại sao, dựa trên nguyên tắc nào mà lại toàn dân phải tham gia bảo hiểm y tế? Trước hết tôi nhắc lại là đây là một nguyên lý cho cái nguyên lý số đông cho cái việc tham gia bảo hiểm y tế. Thứ hai là kinh nghiệm của các nước trên thế giới khi thực hiện được cái bảo hiểm y tế toàn dân thì yếu tố bắt buộc đấy là điều kiện tiên quyết. Thứ hai nữa là bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế thì mới nâng cao được cái trách nhiệm cũng như là có được những cái chế tài để mà mọi người phải có trách nhiệm với những người khác, mình vì mọi người và mọi người vì mình. Và thực tế của Việt Nam sau gần 20 năm tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế, chúng ta đã có những giai đoạn chỉ dùng từ trách nhiệm thôi, thì hiện trạng cho thấy là cái tính cộng đồng và đặc biệt là ở cái khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh nó không cao. Vì thế cho nên là lần này luật sửa đổi bổ sung bảo hiểm y tế đưa cái yếu tố bắt buộc vào, đấy là một bước đột phá và tôi nghĩ rằng vâng, hoàn toàn đi đúng hướng. Sở dĩ tại sao tôi hỏi câu hỏi đó, bởi vì ở đây tôi hơi băn khoăn một chút. Tất nhiên đối với bảo hiểm y tế thì nó có tính chất đặc thù một chút, bởi vì làm sao, bởi vì nó liên quan đến an sinh xã hội, có rất nhiều người nghèo và hộ cận nghèo ở đây. Nhưng mà nếu như nhìn về mặt bản chất thì thực chất bảo hiểm là một ngành kinh doanh, có nghĩa là gì, là người mua bảo hiểm y tế trả tiền và sẽ được cung cấp cái dịch vụ bảo hiểm y tế sau này nếu như mà tôi đau ốm. Vậy thì nếu như mà bây giờ chúng ta yêu cầu bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế thì liệu nó có mâu thuẫn gì hay không với cái nguyên tắc kinh doanh của ngành bảo hiểm? Ở đây chúng ta lại có một cái tranh luận về mặt quan điểm.
bảo hiểm y tế mà chúng ta được thực hiện không phải là loại bảo hiểm y tế kinh doanh. Nó khác hoàn toàn với bảo hiểm thương mại, bảo hiểm nhân thọ mà ở đâu đó đang có một cái sự hiểu lầm. Vâng. Nó có những cái tiêu chí để phân biệt rất rõ rệt giữa cái chúng ta đang thực hiện là bảo hiểm y tế xã hội và với bảo hiểm y tế thương mại. Trước hết đấy là về mức đóng, bảo hiểm y tế thương mại thì nó đóng theo cái nhu cầu được hưởng và bất kỳ một người tham gia nào vào bảo hiểm y tế thương mại, bảo hiểm nhân thọ đều phải được kiểm tra sức khỏe hết. Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế xã hội của chúng ta đang thực hiện này, thì được hưởng theo cái mức độ bình đẳng. Trong khi đó quyền lợi mà tham gia theo bảo hiểm thương mại thì nó có giới hạn trần rất rất rõ ràng ngay khi anh bắt đầu tham gia. Cho nên là có thể nói khẳng định rằng cái bảo hiểm y tế chúng ta đang thực hiện không phải là loại hình, không phải loại hình mà kinh doanh. Vâng. Chính vì thế cho nên yếu tố bắt buộc ở đây để yêu cầu mọi người nâng cao trách nhiệm và chia sẻ cái rủi ro trong cái chi phí y tế mà chúng ta đã từng làm quen với cái từ là bẫy nghèo trong y tế. Vâng. Rõ ràng đây là một vấn đề rất là căn bản trong cái luật mới lần này. Không hiểu là ông Trần Tuấn có ý kiến bổ sung gì không, bình luận gì không về cái cách tiếp cận này của luật mới. Ở đây chúng ta thấy rằng là quá trình thiết lập bảo hiểm y tế là quá trình đang hoàn thiện dần đối với đất nước này. Nhưng ban đầu thì chúng tôi vẫn nhận thấy rằng đây là một cách để làm sao tăng cái quỹ cho bên y tế. Vâng. Nhưng nếu chúng ta thấy rằng là có nhiều cách để tăng quỹ cho y tế, một trong các quỹ đó chính là vấn đề ngân sách nhà nước đứng ra đảm bảo cái chuyện này. Đấy, thì mà chúng ta phải xác định được cái giới hạn đảm bảo của nó. Trong vấn đề bảo hiểm y tế hiện nay thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã gặp phải cái trường hợp là vỡ quỹ. Chúng ta hiện nay đang luật tạo ra là làm sao cho để mà nhà nước có thể là bảo trợ cho vấn đề này. Thế thì cái câu chuyện là vận hành quản lý quỹ hiện nay và để tạo cho một cái môi trường cân bằng về vấn đề cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe thì tôi thấy rằng là luật của chúng ta đang có một cái sự chưa rõ ràng trong vấn đề này. Đặc biệt là nếu như chúng ta đặt cho vai trò trách nhiệm nhà nước ôm tất cả những việc này thì nó sẽ có một cái sự khác là liệu chúng ta có được một cái thị trường chăm sóc sức khỏe, cái đầu tư chăm sóc sức khỏe của người dân hoặc là của một cái thị trường nói chung nó có được phát triển một cách bình thường hay không. Vâng. Thì qua cái luật ở đây thì có thấy có cái phần này nó hơi đang bị lệch lạc. Vâng, có lẽ là cơ quan soạn thảo sẽ giải thích. Tôi thì tôi nghĩ là chúng ta lại cũng phải thấy là cái khái niệm về bảo hiểm y tế bắt buộc ấy, chúng ta đã dùng từ 1992 đến nay rồi. Tức là 20 năm nay chúng ta cũng đã có cái khái niệm bắt buộc. Tuy nhiên là cái luật hiện hành chúng ta quy định là các đối tượng có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế. Nhưng trong thực tế chỉ sau 4 năm chúng ta thực hiện luật, chúng ta thấy là cái tính tuân thủ pháp luật không cao. Ngay cả những nhóm mà chúng ta quy định có trách nhiệm phải tham gia bảo hiểm y tế họ cũng không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ như là chúng ta mong muốn. Chính vì thế cho nên là nếu chúng ta xác định là không thực hiện bảo hiểm y tế theo hình thức bắt buộc là không bao giờ đạt được mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Và việc sửa đổi luật lần này chúng tôi nghĩ là chúng ta chỉ luật hóa cái khái niệm này lên thôi để làm thế nào xác định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế. Và thực tế kinh nghiệm các nước cũng đã cho thấy rồi, những nước thành công trong thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân họ cũng khẳng định rằng không thể thành công bảo hiểm y tế toàn dân nếu thực hiện trên cơ sở y tế tự nguyện. Vâng. Tham gia tự nguyện. Và họ tổ chức y tế thế giới, các nước mà thành công về cái thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân đều phải khuyến cáo Việt Nam nếu muốn đạt được mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân phải quy định bắt buộc ngay trong luật. Và chúng tôi cũng khẳng định là phải bắt buộc thì khi đó chúng ta mới có sự chia sẻ số đông cho số ít, khi đó quỹ của chúng ta mới bền vững và chính sách chúng ta nó mới bền vững được. Vâng, ở đây thì tôi có một thắc mắc. Ở đây có nghĩa chúng ta quy định là bảo hiểm y tế là bắt buộc và toàn dân phải tham gia. Thì không hiểu là ví dụ như tôi đã tham gia một cái bảo hiểm y tế của một doanh nghiệp bên ngoài rồi thì không hiểu là có phải tham gia bảo hiểm y tế này nữa không? Đương nhiên rồi. Đấy là hai loại hình bảo hiểm y tế hoàn toàn khác nhau. Khi anh tham gia vào chương trình bảo hiểm y tế xã hội do nhà nước tổ chức thực hiện thì anh có nghĩa vụ bắt buộc phải tham gia. Còn cái bên bảo hiểm y tế nhân thọ, bảo hiểm y tế thương mại, anh hoàn toàn có quyền lựa chọn để tham gia một loại hình nào đó để bổ sung cho cái nhu cầu được chăm sóc y tế của anh. Vâng. Còn cách tiếp cận khác nữa thưa bà Tống Song Hương, có nghĩa là hiện nay thì theo thống kê ấy, thì về cái chất lượng của khám chữa bệnh đối với cả người có thẻ bảo hiểm y tế thì tính trung bình ra khoảng 40%. Cái người mà đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện công thì là không sử dụng cái thẻ bảo hiểm y tế. Vậy thì liệu có một cách tiếp cận công bằng hay không khi mà họ không sử dụng cái dịch vụ khám chữa bệnh của thẻ bảo hiểm y tế nhưng họ vẫn phải bắt buộc tham gia? Chắc là cái thông tin này mình cũng phải kiểm chứng lại. Bởi vì thực tế nếu chúng ta nói cách đây khoảng 5-10 năm thì cái thông tin này có thể đúng. Vâng. Thế nhưng trong thực tế hiện nay khi chúng tôi đi xuống các địa phương thì có thể nói là các bệnh viện, từ bệnh viện huyện dưới xã thì đã là
tỷ lệ đến 60-70% là khám chữa bệnh thông qua thẻ bảo hiểm y tế. Đến tuyến huyện cái tỷ lệ ấy còn cao hơn, thậm chí có những huyện đến 70-80%, và tuyến tỉnh cũng thế. Và cái nguồn chi từ bảo hiểm y tế cho người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thông qua bảo hiểm y tế ở các địa phương cũng phải đến 70-80%. Nhưng ở đây tôi muốn băn khoăn là nếu như chúng ta nhìn vào các đô thị lớn thì cũng dễ dàng nhận thấy một điều rằng là nếu những người có điều kiện kinh tế thì họ sẽ không tham gia bảo hiểm y tế. Có một cái thực tế, một thực tế này, chúng ta phải thấy rằng là những người đến khám bệnh ở các bệnh viện hiện nay thì đa số là đều là có bảo hiểm y tế, và rõ ràng là mình thấy cái tỷ lệ khám chữa bệnh thông qua bảo hiểm y tế trong những năm gần đây tăng. Ví dụ như năm 2011 là khoảng 100 triệu lượt khám chữa bệnh một năm, đến nay đã khoảng 130 triệu lượt khám chữa bệnh một năm. Và nếu như chúng ta nhìn vào quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chi cho người bệnh thì chúng ta thấy là có những trường hợp người ta được chi chỉ 5 triệu, 10 triệu, nhưng có những trường hợp hàng trăm triệu, có những trường hợp hàng tỷ đồng một năm. Thế và nếu như chúng ta nhìn thấy một số những cái bệnh nhân nghèo, bệnh nhân mãn tính, bị các bệnh mãn tính thì rõ ràng thẻ bảo hiểm y tế là cứu cánh. Thế còn cái số mà họ không dùng đến thẻ bảo hiểm y tế chúng tôi nghĩ là không nhiều. Vâng.